Thế à? Quyết tâm phá lốt cục đá đấy à? Nói bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu phải thôi. 2 triệu là phải thôi. Nhưng mà hai vợ chồng nếu mà làm cái cục đá đấy thì mất khoảng bao nhiêu lâu? À. Thế thà đi làm thuê còn có tiền hơn. Kính chào cô bác anh chị nhá. Đấy, sáng nay đang làm dở dang đến 10 giờ thì tự nhiên mất điện. Đấy, chiều nay đến 1 giờ là có điện rồi. Đấy, anh em mình lên là dàn xà, coi như là cũng là gần xong rồi. Đấy, bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi các bạn. Tiến hành là đưa lốt cây xà cuối, sau đó là gắn máng mủng là anh em đưa tôn lên thôi. Cố gắng làm sao từ giờ đến tối là sẽ hòm hòm. Ít ra thì cũng lợp được tôn. Đấy, để mai cho thợ, đội thợ của em mì có thể triển khai chát được. Nhưng mà trưa nay mất điện xong là lên mất điện nghỉ sớm lại được ăn thịt gà. Chủ nhà ấy, hôm nay chiêu đãi thịt gà. À, chắc cho cây xà cuối lên đi đã nhỉ. Cho nó xong đi đã. Lúc nãy thì cũng có lắng mai tivi vào rồi, kiểm tra rồi, ok hết rồi. Anh em mình lốt cây xà, hai cây xà cuối cùng nữa. Đức ơi, đưa anh ấy mẩu hộp 4 cơ phát. Còn hàn cái dưới này chưa? Chưa hàn à? Chỗ đấy hàn chưa? Chỗ đấy phải cắt bập xuống tí. Cắt xuống 2 phân. Bây giờ nếu như thế thì nó đang bị nổi lên mất 2 phân rồi. Với này là nó đang hơi chéo đây này. Đây này, tôi tính cái này là nó sẽ đâm vào giữa tường kìa. Ông lại đi hàn sang cạnh nhà, nó nhìn xuống dưới. Hả? Nhìn nó méo hẳn so với cái sàng này đây đây. Cái này nó ăn hẳn sang đây thôi. Những cái dưới này là chưa hàn đâu gì. Chưa thì để đục cái này ra cho nó xong. Đấy đâu, đưa búa đây. Kia rồi. Để như thế này là đến lúc nhìn ở dưới nhìn lên là cái đà, cái kèo này với lại cái xà này nó ăn chéo nhau, nó không vuông, nhìn nó xấu. Đấy, ít ra nó phải như thế này. À, ngôi nhà này thì gần như là tất cả các ngôi nhà này mình đều thấy là nắng mai tivi đều xây rất là cao. Đấy, thoáng. Và ngôi và cái này thì có khả năng là đã xem nào. Diện tích 1 2 3 4 5 6. Phòng khách này nó sẽ phải rơi vào tầm 4 mét rộng nhỉ. Phòng khách này rất là rộng. 4 mét, hơn 4 mét gì đấy. Cái này hình như là hôm đào móng là áp báo là nhờ anh em về. Đấy. Đào rất là rộng. Cái này được tí. Thước mét đâu nhỉ? Thước mét không xuyên trước.
Lợp mái á? Một lúc nữa là phải lợp rồi. Chưa biết có xong hết không, nhưng mà lúc nữa là sẽ phải lên tôn rồi. Rồi, sai một ly đi một dặm, bổ xuống 2 phân. Rồi. Đấy, ok đấy. Bây giờ tiếp mát vào cái kia xong là đưa lên phát là hàn rồi. Rút máy hàn rồi. Không sửa bây giờ đến lúc lên mái nó võng mái. Bảo không sửa là sau này lên mái nó võng mái, nhìn nó điêu lắm. Xấu, vừa lại đằng trước nữa, xong là nước nó lại ngấm rột. Bản chất cái cây kia nó là cây 6 phân mà. Thử đưa lên nào. Đưa lên xem nó vừa chứ. Thôi. Cắt vừa cắt, tưởng là cái đầu cắt rơi. Đưa vào. Đúng vào giữa tường đi. Đục đục vào tí được không? Đập đập vào tí. Thế thì phải cắt phát cái nhọn xuống. Thế cắt ngắn đi. Thì ông mới lao vào được. Nào, thế cắt đi. Cắt nào cắt. Thế thì ngay từ đầu. Nếu cần ấy. Sao? Ông làm ông không tính thì chả thế. Bây giờ cắt đi vẫn được mà. Cái độ dài này nó vẫn thoải mái mà. Tí nữa cái đầu này thừa thì mình cắt đi sau. Bây giờ bỏ nó. Này nó đang căng à. Xong rồi đục bớt nó đi. Ok. Đấy. Cái này nó mới phẳng. Hàn được không? Hãy cắt bớt đi tí. Chưa? Đấy. Này nó mới ra đúng vào giữa tường. Giữa đấy. Kéo vào đấy nuôi về tí. Rồi, đấy, rồi ok. Ăn đi.
nhiều lông cũng đi đâu hết. Ăn đi. Đập hết chỗ này không giải vào sân. Và đập chỗ này không giải vào sân. Hết chỗ này không? Hết cả tảng này không? Không. Mỗi cái mẩu đấy thôi gì? Chỗ này thôi. Chỗ này là vẫn ra sứt rồi đấy. Xong là hàn luôn cái xạ, máy hàn đang đằng sau, hàn luôn cái xà đằng sau. Tí chuyển đằng trước. Báo ơi, báo ơi, ra đỡ tay đi. Báo ơi, lấy cái cây nhá, lấy cái cây mai chống đỡ cái xà này thôi. Ờ, chống ở giữa, cho nó khỏi tụt xuống. Nóng quá. Ủa, cây đấy bé quá, cây đấy không chống được, nó trượt ngay. Đúng đi là vừa. Đấy như thế đúng không? Đấy chặn vào đấy. Cho xuống đi. Cứ cho xuống đi. Đúng rồi. Vào đi. Đợi một tí. Ôi thôi. Trời bố thước hả? Cái chiều dài xà ra ngoài được chưa?
À, cu tung đây chú. Không cần đâu, cho bằng đi luôn. Cho bằng luôn, tí nữa máng đỡ vướng. Chưa? Thế gì? Giữ nha, bám nha. Ok. Đưa báo. Đức ơi, xong là đứng ở kia ngắm xem là cái xà cuối này nó có phẳng theo cái mặt xà này không nhá. Để lưng hạ phát. Lưng hạ là hàn câu đúng không ạ? Đây này Báo ơi. Đây. Đây đấy. Ok. Này xem. Liệu có xong không anh?
cổ. Mặt trời sắp xuống núi rồi các bạn. Trời tối nhanh thật. Tắt nắng cái nè. Đã có hiện tượng rồi. Trèo lên đấy, trèo hẳn lên trên mới đỡ được, mới cùng nhau giữ được bắn. We're gonna be.
tiếp. Tô này mai đưa kiểu gì anh Công? Cho đằng sau lên à? Đằng trước chứ. Đưa mấy tấm à? Chục tấm. Chục tấm thì là cái gì? Tôn này. Cho đằng trước. Cầm cầm hộ anh. Như vậy là đã được một lửa mái các bạn. Đấy. Không thể nhanh hơn được nữa. Cơ bản là do hôm nay do sự cố mất điện. Đây không mất điện thì xong rồi đấy. Không mất điện thì giờ này anh em mình không mất điện thì giờ này anh em mình có khi lại được ngồi ăn cơm rồi. Nhê. Đúng rồi, cho đằng trước luôn à. Cho đi mai. Chả cần đâu mà, mai một người phụ là được mà. Mai vừa làm vừa chơi. Mai một lúc nữa thôi. Vừa làm vừa chơi cho nó đủ ngày chứ mà. Cơ bản là lâu cái xà rồi. Phần xà mình phải căn chỉnh lâu quá. Và cái mái này thì nó em nắng mai nó yêu cầu phải có cái máng. Và lúc phải chỉnh sửa một phần cái kèo ấy nữa. Đấy, lúc đầu cái bạn thợ kia là bạn làm nó hơi lệch. Và do là cái nóc thì anh em mình thiết kế bằng một cây ống tròn. Chứ bình thường đi lập mái tôn thì bao giờ này, những cái mái chống nóng các thứ là anh em mình đều thiết kế là hai cây xà hai bên hết. Đấy. Nhưng vì là cái cây nóc thì thường là bà con dân bản là hay có cái yếu tố là không thích hai cây nóc. Đấy, bao giờ họ cũng chỉ muốn có một cây nóc thôi, nên là việc bắn vào một cái cây tròn. Đấy, để mà làm sao cho cái đường nóc này nó chạy đều, chạy vuông ấy. Đấy, thì cái bước đầu là phải căn chỉnh hơi nhiều. Nhưng dù thao thế này cũng là ổn rồi. Thời tiết đợt này nó hơi âm u. Hy vọng là anh em mình lập xong mái là trời sẽ mưa. Đấy, và đội thợ của A Mỉ sẽ đến làm thoải mái, kể cả trời có mưa đi chăng nữa. Báo này, cái xi này tối phải đậy vào, không tối mà nó mưa cho phát là ăn đòn luôn. Cái đấy mai chuyển được mà. Có mấy tấm thôi mà, quan trọng gì. Quấn nó cái dây điện vào. Chứ nhỉ? Máy hàn này. Máy hàn, máy khoan bê tông này. Một. À, tí nữa chuyển hôm kia xong là chắc là cho bớt về đi. Hôm mai chả chờ nổi. Chủ yếu là cái xi này này tối không đậy vào, nhỡ mà nó mưa cho phát là công cốc đậy vứt đi hết đấy. Đậy vào thôi. Ok, anh em mình rút quân rồi. Mai chiến đấu tiếp. Xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại ở những video lần sau.